afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và ngày hôm nay mình sẽ chơi lại nhân vật bé gái với bộ trang phục Rachel Gardner. Không biết là đọc tên đúng không, nhưng mà nếu mà sai sót thì mọi người chỉnh sửa cho mình ở phần comment nhé. Mình sẽ cố gắng đọc hết bình luận của mọi người. Có cái gì hay thì sẽ học, và cái gì sai thì mình sẽ tiếp thu rồi mình sẽ sửa trong video clip lần sau. Tại vì cái phim này thì mình không có coi cho nên là mình không có biết đọc sao cho đúng. Rồi, xinh nhá, tóc dài nhá. Và có một điều đặc biệt là bé gái khi mà biến thành cái dạng gọi là nhập vô đồng đội ấy, thì sẽ biến thành một con gấu bông. Đó. Đây là một cái bộ trang phục A mà mình thấy sự chuyển đổi từ bé gái sang một con gấu bông rất là vui, rất là xinh. Ôm con chó như quý vị. Và kiểu gì thì kiểu mình cũng sẽ cố gắng lên ở trên YouTube có cái review phim này không ta? Xí nữa em sẽ coi, làm xong clip này là em sẽ lên em xem, để em có thể biết được cốt truyện. Chứ để mà coi từng tập thì em ngao ngán quá mọi người ơi. Cuộc sống của em đã thu gọn lại bằng một chiếc game tên là Identify. Và nó mở rộng ra hơn một xíu nữa thì nó chính là một cái gọi là Liên Quân Mobile thắng bại tại đồng đội. Đi đổi máy thôi. Nhì giấy vừa mới bảo đi đổi máy xong rồi gặp cá. Ê ghê nhờ, không có đi thẳng vào ván là ghê đó. Hôm nay mình sẽ chơi bé gái với phong cách mang những chín, tại vì đồng đội là Lily với cả GC Tử Long thì chắc chắn là có những sáu rồi, cho nên là được phép cầm những chín mang vô. Chứ bình thường có mỗi mình chơi bé gái mang những sáu chứ mấy. Chết chưa rồi em ơi, cứu tôi, giấy dơ. Gì đây, biến liền. Rồi, biết ngay mà. Ôi cảm ơn nha, hay quá Thiên Chi ơi. Mình biết ngay là quả đấy là nó đi sát tường, chắc chắn là sẽ phấn khích, cho nên là có con cú của Thiên Chi. Rồi, nước quá nè, ướt át quá rồi. Ta cho em lần này đi chị. Chị gái ơi, ta cho em đi chị ơi. Hôm nay cũng có rất là nhiều bạn mở ra trang phục, cho nên là rất là nhiều bạn inbox cho mình. Nếu mà hôm nay xui không mượn được thì chắc là sẽ để đợt sau ha. Mong mọi người thông cảm, tại vì là mình tranh thủ mình chơi rồi mình sẽ úp vào trong nay mai, sẽ hết cái đợt cầu thôi. Còn rất là dài, chúng ta còn gặp nhau rất là dài. Ai cho em nhập miếng để cho em cai, em ký sinh. Không có đủ level, không có đủ tri thức thì đừng đấu với chị. Giọng cái tai lên mà nghe. Này bơi, ta nói nó vừa. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Không đập ván à, tính là bơi luôn. Ôi, đang tính tele thì cái tim nó tới rồi. Tức cái lồng ngực dễ sợ. Cút đi. Không có tài năng thì đừng đuổi chị. Hồi nãy tôi vừa mới phụ mẹ bê mấy cái đồ xong. Khiếp, dạo này nó thật sự là xuất hiện nhiều rắn quá, đâm ra là sợ. Mấy lần rồi. Trời ơi. Sao, có bling chưa? Ê, cũng cai được 3 máy rồi nè. Ghê không? Quá ghê, quá sợ rồi. Vô. Không nhập được nhiều lắm, nhưng mà mọi người thấy mình hóa gấu không? Mọi người có thấy không? Xí nhập lại nha. Biết ngay nó xí độ rồi. Biết ngay mà. Chị ơi, tha cho em đi chị ơi. Ôi ơi.
Đây. Đây là tài khoản của bạn Bảo Duy nhá. Rất là cảm ơn bạn. Hình như là 10 giờ đã mở ra rồi với inbox cho mình. Nhưng mà trưa nay thì mình làm clip track để úp cho nó kịp buổi trưa. Trộm vía hôm nay chơi track hay. Chơi 5 trận thì thắng 4, thua 2. Trời ơi, trộm vía. Tạm thời thì cái bộ skin track mình đăng buổi trưa nay thì xem thì rất là hay, với tiếng cười cũng như là những cái hành động chém của track gây ra cho survival, mang lại cho mình cảm giác rất là mới lạ. Và nếu như bạn nào có nhu cầu mua thì có thể là mua, hoặc là bạn nào mà phú ông phú bà thì có thể rủ bạn bè mình vào để test cớt 82 đúng không, hoặc là test custom. Nói chung là có nhiều, rất là nhiều cách để các bạn có thể là share cho đồng đội mình để có thể dùng. Rồi, mình sẽ đi bù cái máy này. Cái bộ trang phục này nhìn bé gái tóc rất là dài. Vừa rồi thì có rất là nhiều bạn up cái ảnh của cái bộ phim này lên, mình cũng có xem được một vài cái ảnh, thấy skin check bé skin của bé gái. Thấy cũng hay. 10 điểm. Rồi, hôm nay chỉ cá múc bang survival. Sợ quá sợ rồi. Cá hộp. Cá hộp ba cô gái. Yo. Đấy, mọi người thấy mình hóa gấu Teddy chưa? Trời ơi, gấu Teddy của Mr. Bean. Xinh nhờ. Trời ơi, mê skin bé gái ghê. Trộm vía. Lại hồn. Tạm thời thì mình được 40 cầu collab của cái đợt collab này, cho nên là mình cũng rất là mong đến khi cuối mùa, tầm khoảng 21 ngày nữa thì mình sẽ cố gắng sắp xếp một buổi trước khi kết thúc mùa, mình sẽ livestream mình đập cho các bạn xem nha. Rồi tới phụ nè, máy gần prime rồi. Yo. Không có đủ tài năng thì đừng đấu với chị. À, đâm liền vậy. Rồi qua đè heal cho mỹ nhân không nó sách. À, trời ơi. Phốt liền. Trời ơi, tại sao ra máy vậy? Tại sao vậy? Đang đè heal. Trời ơi. Trời, Bram cái giật mình luôn á, trời. Cứu tôi. Nó mê mỹ nhân. Wow. Tính ra mỹ nhân chưa lên ghế luôn á mà cũng mê, trong khi bé gái lên ghế một lần rồi. Là á. Trời ơi, trận đấu này phốt GC Tử Long. Tại sao Bram trả lời? Quá sốc rồi. Không thèm nhấc mỹ nhân luôn. Mặn ha. Mất người này bà già. Đừng có để mẹ nóng nha. Trời ơi. Rồi xong nó đâm thợ vườn luôn. Yo. Ủa sao heal gì mà mới 0% vậy? Ủa. Ê mọi người thấy ảo dữ chưa? Ê rõ ràng là mình heal mỹ nhân là 0% mà sao tự nhiên đứng lên được rồi. Game ảo vãi. Ồ, sao vậy ta? Lạ lùng nhờ. Tự nhiên cái heal 0% cái vô cái là thấy đầy chạy đứng lên ngon lành nữa. Ủa sao ảo ma Canada vậy trời? Lên chiến đấu tiếp. Còn thở là còn gỡ, không thể bỏ cuộc được. Thôi, trời ơi, sao bà cá bà chơi kỳ vậy trời. Cho ghế lên người nào là mất ghế người đó. Mà team này toàn là những người lên ghế mới lần một. Có mỗi... hết pin rồi. Chơi nốt trận này đi sạc. Ô, thôi, để đi mở cổng luôn, để mình đi cứu Long. Có nên hiến không ta? Bram quá ghi khủng, quá ghi gớm. Lóc liền. Sau trận này là lóc liền. Không có tài năng thì đừng đấu với chị nha bà cá. Đó, cứ cho lên ghế A là người đó tự nhiên là mất luôn, không cam ghế. Mà cũng gần hết mắt đỏ rồi. Trời ơi, nó lại đuổi ba. Gì vậy? Không hả? Hí. Nữa không? Qua đây cai để cho đồng đội thoát cũng được. Trời ơi, chị phải tỏa sáng. Trời ơi. Ghê vậy bà. Trời ơi, sao mà ghê quá vậy? Biến.
đừng có động với thằng gậy của tao. Gì ta? Cút. Đây ra được cổng á, hai giấy như à một giấy à. Ôi đầu hàng này. Trời ơi Bram dơ nhưng vẫn thắng nha mọi người. Quá đỉnh quá đỉnh. Bà cá cho lên người nào mất ghế người đó cũng vừa. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai với má phố người Hoa. Hôm qua em có chơi một trận skin lẩy lơ của chị thư ký. À không, chị Ada. Của chị Ada với chị Bích, em ca cháy Hunter luôn. Chị Bích vô tẹt rô, em bay luôn mọi người. Ở clip này phốt Long xong rồi phốt luôn Bích nha. Phốt hai người một lúc để bày tỏ cái sự gọi là đau khổ, buồn bã, đau đớn tột cùng. Xong em phốt luôn em. Trời ơi mọi người ơi, em vô em gặp con gây sục. Em vừa chơi con skin này em gặp con gây sục. Vô là một bướm, một gõ, một đập ván, một gõ. Đau lòng. Trời sao bà đổi điện xanh rồi trời. Ai đụng chạm gì bà Bích vậy? Thực ra thì bé gái chơi rất là dễ. Thấy bảo là sắp được chỉnh sửa. Mình thấy là chỉnh sửa theo kiểu là búp hả? Hình như được là búp ấy. Chỉnh sửa theo kiểu là nó chắc là mình nghĩ là sẽ giảm cái thời gian cứu ghế cho nhập đồng đội. Tại vì mình thấy nó khá là lâu ấy, gây ra bất lợi cho bé gái rất là nhiều. Mà bây giờ các bạn biết rồi, Hunter kiểu mạnh dã man. Đâu phải tự nhiên là búp dậy là được bé giảm xong rồi búp lại đúng không? Trời ơi. Ôi ơi, anh ơi, tha cho em lần này đi anh. Đó, đồng đội share máu cho bé gái. Gì vậy? Biến. Cúc liền. Ui dồi ôi, tao bắn điện chặn đầu kiểu đấy thì chắc chắn là phải dính rồi. Để mình cai nó thêm một vòng nữa rồi mình sẽ đi qua vòng xanh. Tính ra là mấy bạn mở được bé gái là ngon. Hồi nãy bà Bích với bà Trinh mở được skin Robby. Trời ơi, tôi vô tôi thấy hai bà đứng chờ. Nhìn như là sọ dừa phiên bản Identify vậy đó. Sọ dừa 2.0. Cái đầu chùn cụt lủn nó má. Nhìn rất là mắc cười. Chắc là ngày mai mình sẽ chơi rồi mình úp cho mọi người cùng xem. Đợt này là cái cầu nó có 4 skin A với 1 skin S. Skin S thì bán shop rồi, không tính. Thế là cho nên là coi sao rồi mình sẽ... Cái gì vậy? Thôi quả này mà đánh trúng nữa chắc chắn là mình sẽ đai. Ôi cái vòng gì mà sao để quay mặt vô địa ngục vậy trời? Sao vô? Úi dồi ôi! Chết rồi. Ôi cái vòng quay vô địa ngục. Tưởng cái vòng quay vô thẳng là mình chạy thẳng được. Ôi cũng được 2 máy. 4 máy nối mà được 2 máy là cũng ok rồi. Rồi cay bé gái hả bà? Cầu không có skinhead nên là nó giảm 10 bóng đèn cho một cầu. Mọi người có bóng đèn mọi người đập đi. Đập thoải mái vô. Biết đâu mọi người ra trùng skin sao? Cười xỉu vậy đó. Cứu em. Mọi người đừng hiến em mà. Bé Hoan cute nhất thế giới. Đệ nhất tiên. Ủa, đệ nhất tiên tri vũ trụ Hoan ở đây mà. Ủa, khốn vậy. Ôi dồi, nó lừa mất cái hướng đi. Không đậu cam. Em run sợ quá. Bây giờ đi rank là ghét nhất con Hermit với con Itawa ấy. Mọi người biết sao, con Hermit thì thật sự bây giờ thì mình thấy cũng ổn, không có khó khăn như đợt trước nữa. Nhưng mà nhiều người chơi họ không... Ủa?
người không có, họ không có xe điện cho mình ấy, mình đi random nên đâm ra là nhiều khi mình buổi chết rồi. Ui cover cho bé với. Ui ôi ôi, cover bé. Ui thế mà hai người cover thế rồi mà đánh vẫn trúng cái hitbox mẹ ảo ma vãi trưởng. Ngoài bay luôn rồi, nổ luôn, nổ luôn. Không có con ấy, không có biết là gần prime. Đẻ heal là ngon rồi. Rồi để xem đồng đội chơi. Chứ em bay rồi. Rồi bắn điện khốn ghê mà hai người cover sát nách vậy rồi nó đánh vẫn trúng mình. Mẹ ảo trưởng. Lắp liền con Hermit. Xóa liền, xóa liền. Rồi xong nó đuổi bà Trinh. Sửa 5 máy tới chết. Hí. Bít vàng ngọc lăn qua cửa sổ. Trời ơi, nó bắn điện kìa. Dở kinh khủng. Sao giờ nó bắn điện ói vậy? Trời, nãy nó bắn hay lắm. Ây da, chết rồi. Ồ, chưa. Không mối cộng hả? Trời ơi. Ê, có cái vòng ở ngay cái cây kìa. Không vô được. Rồi. Thôi trận này hòa rồi. Khốn ghê, hai người kẹp hai bên rồi đó mà nó đánh vẫn trúng mình. Không là chơi được thêm miếng nữa. Buồn. Người tele giờ cũng thật là vô nghĩa. Hai chữ tele thần thiếp nói cũng chán rồi. Buồn.